có mặt tại khu vực nhân dân xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, Hà Nội, phản ánh về tình hình khai thác cát. Chúng tôi ghi nhận được 4 tàu hút cát công suất lớn đang nằm trực chờ để tổ chức hút trộm cát từ lòng sông. Trên bờ là những núi cát hàng nghìn mét khối vẫn còn ướt, vừa mới được bơm hút từ lòng sông lên. Theo một số người dân sinh sống tại địa phương cho biết, bãi tập kết vật liệu này mới được lập ra. Trước đây diện tích này là đất trồng hoa màu của nhân dân trong xã. Từ khi bãi tập kết vật liệu lập nên, thì các tàu hút cát xuất hiện, bất chấp pháp luật, đêm nào cũng khai thác và bơm hút cát lên bãi này. À, tàu này tàu hút cát đấy không? Đấy, ông đi dắt đây, dắt cát đây. Vâng. Thì lúc nó làm đêm, lúc nó làm ngoài thì đây là nó làm khoán rồi đây. Đấy, cũng có lúc nó hát đây, cũng có lúc nó đi. Phải khó khăn, chúng tôi mới có thể tiếp cận và ghi nhận được những hình ảnh các tàu bơm hút cát này. Bởi sự cảnh giác của hệ thống tai mắt khắp nơi của những tàu bơm hút cát trái phép này. Đêm xuống cũng là lúc tiếng máy nổ chát chúa vang lên. Cùng với đó là ánh sáng của các tàu bơm hút cát sáng rực cả một khúc sông, khiến cho người dân sinh sống quanh khu vực sông không thể yên giấc. Những vòi bạch tuộc ngang nhiên cắm xuống lòng sông để bơm hút hàng nghìn khối cát mỗi đêm. Chốc chốc tàu hút đã đầy cát và bắt đầu di chuyển vào bờ để tiếp tục bơm lên bãi tập kết. Để làm rõ những thông tin phản ánh của nhân dân, chúng tôi đã tìm đến Ủy ban nhân dân xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, Hà Nội để liên hệ công tác, qua liên hệ điện thoại với ông chủ tịch xã. Được biết, ông này đang đi học và giao cho đồng chí đại diện công an xã làm việc với phóng viên về việc khai thác cát và sự tồn tại của bãi tập kết vật liệu trên địa bàn. Qua trao đổi với vị đại diện công an xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, được biết bãi tập kết vật liệu nói trên là của công ty trách nhiệm hữu hạn Phong Phú Tản Hồng. Hiện bên bãi tập kết vật liệu của công ty này vẫn chưa có giấy phép hoạt động. Phía công an xã đã phối hợp với công an huyện Ba Vì lập biên bản và đình chỉ hoạt động bến bãi của công ty trách nhiệm hữu hạn Phong Phú Tản Hồng. Nhưng cho tới nay, bất chấp pháp luật, bến bãi của công ty này vẫn ngang nhiên hoạt động. Cùng với sự hoạt động bất chấp pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn Phong Phú Tản Hồng là hàng loạt xe công nông tự chế, xe tải hoạt động chở quá tải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do không được che phủ khi lưu thông. Qua trao đổi với công ty trách nhiệm hữu hạn Phong Phú Tản Hồng, được biết công ty không chỉ cung cấp cát, sỏi cho người dân trong vùng mà còn đang cung cấp cát cho công ty Hoàng Mai, là đơn vị thi công đường dẫn của cầu Việt Trì Ba Vì. Cái này thì nó thường hãn hữu, nó đi ở đây là nó đổ cái xe nó đang đổ cái công trình trên cầu, nó đang làm cái đường dẫn cầu sang Việt Trì. Cái doanh nghiệp thì nó nổn nhộn rồi, cũng không biết gần như không ai ký hợp đồng với ai lấy cái đấy cả. Tìm gặp đại diện của công ty Hoàng Mai tại Ba Vì, được biết công ty Hoàng Mai mới chỉ mua một số ít cát về san lấp nền làm lán trại chứ chưa mua cát để san lấp nền. Nhưng khi chúng tôi hỏi về số lượng cát mua cụ thể thì đại diện này lại lập lờ với lý do cái đó thì phải tập hợp số liệu thì mới nắm được. Hiện tại thì bên em mới đang chỉnh, còn chưa triển khai mua, rồi bọn em là mới vật liệu đầu vào, đang chỉnh hồ sơ. Cát này thì một số ít thì mình có đăng ký ở cái mỏ đá mỏ cát Công Tây, một ít thì đã trình, nhưng mà cái số lượng ít thì cái đó thì mình không nắm rõ được, vì cái này là công ty mình nó đứng ra mua hợp đồng. Đó để mình làm cái mặt bằng lán trại. Việc lập và hoạt động bến bãi khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng đang kéo theo rất nhiều hệ lụy như khai thác cát trái phép, hoạt động vận tải từ các bãi tập kết vật liệu gây ảnh hưởng tới môi trường và phá dỡ kết cấu hạ tầng giao thông do các xe chở vật liệu xây dựng thường chở quá tải. Trước đó, tại cuộc họp về tình hình khai thác cát trái phép chiều ngày 7 tháng 3, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ra lệnh cho các lực lượng chức năng không được bó tay trước cát tặc và xử lý người đứng đầu địa phương để xảy ra khai thác cát trái phép. Nhưng tại sao cho tới nay, ngay tại địa bàn thành phố Hà Nội lại để tình trạng nêu trên xảy ra và tiếp diễn? Có hay không việc làm ngơ của các cơ quan chức năng địa phương? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.